Chào quý vị, cảm ơn quý vị đã trở lại với Cadence Channel. Hiện giờ là ngày 13 tháng 2 năm 2024 và sau đây là bản tin của ngày hôm nay. Xin được gửi đến quý vị. Một người đàn ông gốc Việt đã bị buộc tội là quay lén người trong phòng tắm tại CrossFit Games đã nhận tội. Một người đàn ông gốc Việt cư dân của tập bang Tennessee đã bị buộc tội quay lén người trong phòng tắm trong Thế vận hội CrossFit 2023 đã nhận tội tại tòa án quận Dan hôm thứ Hai. Theo hồ sơ tòa án, Thái Trần, 44 tuổi, bị buộc tội quay vùng kín của nhiều người mà không có sự đồng ý. Lời nhận tội là một phần của thỏa thuận với các công tố viên. Một thẩm phán đã không kết án Thái Trần, thay vào đó đưa anh ta đến chương trình truy tố hoãn lại của quận. Nếu Thái Trần hoàn thành công chương trình, anh ta sẽ không bị kết án. Các thám tử của văn phòng cảnh sát trưởng quận Dan tuyên bố Thái Trần đã quay phim những người đàn ông trong phòng tắm tại trung tâm năng lượng Alliant vào tháng 8 năm 2023. Theo đơn khiếu nại hình sự, thì một nạn nhân đã cho các nhà điều tra xem một video về một người đàn ông khác, sau đó được xác định là Thái Trần đang xem video trên điện thoại của anh ta về một người nào đó đang sử dụng phòng tắm. Thám tử tuyên bố video cho thấy Thái Trần phóng to bộ phận sinh dục của nạn nhân. Nạn nhân được cho là đã nói với các nhà điều tra rằng Thái Trần đang đứng bên cạnh anh ta vào thứ Bảy và Chủ nhật tại Buôn Tiểu. Vào Chủ nhật thì nạn nhân cho biết anh ta nhận thấy chiếc túi sách của Thái Trần có vị trí kỳ lạ và sau đó thấy điện thoại của Trần chỉ về phía anh ta khi anh ta đang sử dụng Buôn Tiểu. Nạn nhân nói rằng anh ta nhận thấy Thái Trần đi vào khu vực tiền sảnh nơi anh ta sẽ tự định vị để ngăn bất kỳ ai khác nhìn thấy những gì trên điện thoại của anh ta. Anh ấy nói có vẻ như Thái Trần đang xem một video hoặc là xem thứ gì đó trên điện thoại của anh ấy. Nạn nhân nói với các thám tử rằng anh ta không đồng ý bị quay phim và anh ta khá tức giận. Khi các cảnh sát viên nói chuyện với Thái Trần, thì Thái Trần nói rằng anh ấy đã quay video và chụp ảnh các trò chơi trước khi sử dụng phòng tắm. Các thám tử cho biết họ đã tìm thấy video trên điện thoại của Thái Trần về cả nạn nhân và một người đàn ông khác sử dụng phòng tắm vào những dịp riêng biệt vào cuối tuần. Khiếu nại nói rằng Trần tuyên bố điện thoại của anh ấy quay video khi anh ấy đặt nó vào túi của mình và nút vô tình bị nhấn. Các thám tử được cho là đã giải thích với Trần nếu điện thoại của anh ta bị va đập và vô tình bật, nó sẽ chụp ảnh chứ không phải video. Đơn khiếu nại nói rằng Thái Trần đã đồng ý và nói rằng anh ấy xin lỗi về những gì đã xảy ra và các anh ấy hối hận sâu sắc về các video và những gì có trên điện thoại của mình. Các thám tử cho biết Thái Trần sau đó thừa nhận đã cố tình quay video các cá nhân đi tiểu trong các bồn tiểu trong phòng tắm. Khiếu nại nói rằng Thái Trần nói với họ rằng anh ấy đã làm điều đó vào ngày 5 và 6 tháng 8 chỉ tại các sự kiện CrossFit Games tại trung tâm năng lượng Alliant. Trần đã xuất hiện tại tòa án quận Dan vào thứ Ba, nơi thẩm phán đặt tiền chuộc là $500. Hồ sơ tòa án cho thấy Thái Trần đã chuyển từ California đến Tennessee và không có tiền sử tội phạm trước đó. Một người phụ nữ gốc Việt ở Lake Forest, Cali đã bị tuyên án 20 tháng tù vì gian lận tiền COVID-19. Một phụ nữ gốc Việt 65 tuổi ở Lake Forest đã tham gia vào một kế hoạch nhằm trục lợi từ một chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19, đã bị kết án 20 tháng tù trong nhà tù liên bang vào hôm thứ Hai 12 tháng 2 năm 2024. Hannah Trinh Đinh đã nhận tội ngày 2 tháng 10 năm 2024 vì âm mưu gian lận điện tính và đã giúp em trai là bác sĩ Anthony Hào Đinh, 64 tuổi ở Newport Coast, trong việc nộp nhiều đơn xin vay gian lận, yêu cầu $260,672 thông qua một công ty ma giả tạo, theo các công tố viên. Anthony Đinh, người đang chờ xét xử, đã điều hành các phòng khám ở Westminster và Garden Grove vào thời điểm đó. Luật sư của Hannah Đinh, Stanley Freeman, đã hỏi US thẩm phán James Shelna kết án thân chủ của mình 18 tháng sau song sắt, trong khi các công tố viên ủng hộ là 30 tháng tù. Bà Đinh, người đã bị giam giữ từ đầu tháng 5 năm ngoái, sẽ được thả có giám sát trong 3 năm khi bà ấy hoàn thành thời gian ngồi sau song sắt và bị giam giữ tại nhà trong 7 tháng kể từ khi được trả tự do có giám sát. Ông Selna đã từ bỏ khoản tiền phạt $10,000 khi Freeman lập luận rằng bà ấy không đủ khả năng để trả nó. Thẩm phán lưu ý rằng bà ấy có giá trị tài sản ròng khoảng $780,000, nhưng nó không phải là tiền mặt.
Hana Đình có mong muốn chăm sóc cho người mẹ lớn tuổi, con gái đang mang thai và người chồng của mình, Freeman nói về bị cáo. Trợ lý Hoa Kỳ là luật sư Roger Saez lưu ý rằng bà Hana Đình đã giúp tạo ra một công ty ma và theo dõi PayPal khi số tiền chuyển khoản 125.000 đô la bị từ chối vì tên của tài khoản ngân hàng không khớp với tên được chỉnh sửa mà cô ấy cung cấp. Không thể ngăn cản, bị cáo đã mở một tài khoản ngân hàng ma dưới tên công ty tài chính SD và gọi PayPal nhiều lần trong nỗ lực khiến họ gửi lại 125.000 đô la, CS nói trong các giấy tờ của tòa án. Cô ấy cũng đã gửi một biểu mẫu IRS giả mạo để sao lưu một đơn xin vay chương trình bảo vệ phiếu lương giả khác. Khi chính quyền cố gắng bắt giữ cô ấy vào tháng 4 năm ngoái, cô ấy đã trốn tránh các nhà điều tra và trốn về Việt Nam. Saez nói Hana Đình đã đi du thuyền vào tháng 4 năm ngoái với một điểm dừng theo lịch trình ở Vancouver. Khi cô ấy quyết định rằng thay vì bay trở lại để tự đầu hàng, cô ấy đã mua một vé đến Việt Nam, Saez nói. Các luật sư của bà Hana Đình lập luận rằng đó là một sự hiểu lầm. Đó là một khoảng thời gian rất bất thường đối với tất cả chúng ta. Freeman nói về đại dịch, cô ấy đã thành hành động theo cách không đại diện cho sự cân bằng trong cuộc sống của cô ấy. Đây không phải là tính cách của cô ấy. Ông Serna nói rằng ông ta rất lo lắng về vụ lừa đảo này. Cô ấy đã lợi dụng một tình huống khẩn cấp. Ông Serna nói, đối với tôi điều đó khá rắc rối. Nếu cô ấy đi vào và nhận được một khoản vay thế chấp và đánh lừa bằng những con số đó là gian lận, vâng, nhưng tôi sẽ không thấy nó gây khó chịu như loại gian lận này. Freeman nhấn mạnh rằng cơ hội tái phạm của thân chủ của anh ấy là rất thấp. Ông Serna đã giải quyết một phần về hình phạt 20 tháng với tuổi của cô ấy. Việc đi lại đã trở nên rất khó khăn cho vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Số người đang mất điện đã tăng đột biến khi bão Nor'easter tiếp tục tấn công vùng Đông Bắc New England. Nhiều khu vực trên khắp vùng Đông Bắc và New England đã nhận được một phút tuyết hoặc là nhiều hơn, bao gồm cả ở Connecticut, nơi thành phố West Hartford đã nhận được hơn 15 inch tuyết. Tin từ New York, một Nor'easter mạnh mẽ đã làm các khu vực của vùng Đông Bắc và New England phải đối mặt với hơn một phút tuyết vào hôm thứ Ba. Bão đang nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực, nhưng tác động của nó đối với việc đi lại dọc theo các đường cao tốc chính như xa lộ liên tiểu bang 95 và tại một số phi trường bận rộn nhất của quốc gia sẽ kéo dài khi các nỗ lực dọn dẹp tiếp tục. Bão Nor'easter tạo ra một số tỷ lệ tuyết rơi dày từ 1 đến 2 inch mỗi giờ ở khu vực thành phố New York, cũng như trên Long Island và miền nam New England khi nó đẩy về phía đông qua khu vực. Đường cao tốc đã bị đóng cửa, mất điện nhảy vọt. Thời tiết mùa đông lần đầu tiên ảnh hưởng đến các khu vực phía đông Pennsylvania vào thứ Ba, dẫn đến nhiều báo cáo tai nạn và thậm chí còn thúc đẩy việc đóng cửa xa lộ liên tiểu bang 83 ở hạt York. Theo cảnh sát tiểu bang Pennsylvania, đường cao tốc ở thị trấn Fairview cần phải đóng cửa do nhiều phương tiện bị mắc kẹt trên đường khi tuyết rơi dày. Nhiều phương tiện bị mắc kẹt đến nỗi máy cày tuyết không thể thoát ra đường để dọn tuyết và băng. Bộ Giao thông Vận tải Massachusetts cho biết họ có hơn 2.100 thiết bị trên đường và đường cao tốc của tiểu bang và các quan chức đã thực hiện giới hạn tốc độ trên các phần của xa lộ liên tiểu bang 90. Mất điện cũng đã trở thành một mối quan tâm và bắt đầu tăng vọt do sức nặng của tuyết nặng ướt làm giảm đường dây điện. Hơn 130.000 vụ mất điện đã được báo cáo ở Pennsylvania, trong khi đó thì gần 13.000 đã được báo cáo ở New Jersey. Bão Nor'easter tác động đến du lịch hàng không ở vùng Đông Bắc New England. Du lịch hàng không cũng bị ảnh hưởng trên khắp vùng Đông Bắc và New England khi Nor'easter tấn công khu vực. Hơn 2.100 chuyến bay đã bị hủy do thời tiết mùa đông, với phần lớn trong số đó đến từ phi trường quốc tế LaGuardia của New York, phi trường quốc tế Newark Liberty ở New Jersey và phi trường quốc tế Boston Logan. Nor'easter tạo ra tuyết rơi dày ở vùng Đông Bắc New England. Nor'easter là một phần của cùng một hệ thống đã tác động đến Đông Nam vào hôm thứ Hai, mang lại thời tiết khắc nghiệt cho hàng triệu người ở đó trước khi nó tiếp tục đi về phía Đông Bắc, nơi nó thoát ra khỏi bờ đông và mạnh lên. Trung tâm dự báo Fox cho biết lượng mưa từ Nor'easter bắt đầu như mưa ở hầu hết các nơi, nhưng thời tiết mùa đông đã bao phủ khi không khí lạnh hơn đi vào cơn bão mùa đông. Nhiều khu vực trên khắp vùng Đông Bắc và New England đã nhận được một phút tuyết hoặc nhiều hơn,
bao gồm cả ở Connecticut, nơi thành phố West Hartford đã nhận được hơn 15 inch tuyết. Sussex ở New Jersey và Sohola ở Pennsylvania cũng nhận được 15 inch tuyết. Cảnh báo thời tiết mùa đông bắt đầu hết hạn. Hàng chục triệu người từ Pennsylvania đến Massachusetts đã bị cảnh báo thời tiết mùa đông trước cơn bão, nhưng khi nó nhanh chóng bắt đầu rời khỏi khu vực thì nhiều người trong số đó đã được phép hết hạn hoặc là bị hủy bỏ. Cảnh báo bão mùa đông vẫn có hiệu lực từ trung tâm New Jersey qua thành phố New York và vào miền nam New England. Các thành phố vẫn còn trong cảnh báo bão mùa đông bao gồm Bridgeport, New Haven và New London ở Connecticut, Providence ở Rhode Island và Worcester, Northwood, Plymouth và Hyannis ở Massachusetts. Martha Vineyard và Nantucket ở Massachusetts cũng vẫn còn trong cảnh báo bão mùa đông. Các chỉ báo thời tiết mùa đông vẫn có hiệu lực đối với các khu vực phía nam New Jersey, trung tâm Connecticut và phía bắc và trung tâm Massachusetts cũng như Boston. Dự kiến sẽ có thêm một lượng nhỏ tuyết tích tụ. Dự kiến chỉ có sự tích tụ tuyết nhỏ với lượng tuyết nặng nhất từ Northeastern bắt đầu hạ xuống. Dự kiến sẽ không có sự tích lũy bổ sung nào từ khu vực thành phố New York đến miền nam Connecticut. Tuy nhiên, các phần của đảo Rhode và bờ nam của Massachusetts, bao gồm Cape Cod và quần đảo, có thể thấy tổng lượng tuyết bổ sung là từ 3 đến 5 inch, với một số lượng cao hơn tại địa phương. Một số phần của Cape Cod có thể nhìn thấy từ 5 đến 8 inch tích lũy bổ sung, tùy thuộc vào nơi các giải tuyết nặng hơn được thiết lập. Cảnh báo thu hồi đồ ăn ở Costco. Sự bùng phát Listeria chết người đã thúc đẩy việc thu hồi sản phẩm sữa tại Costco, Walmart và những nơi khác. Rizzo Lopez Foods Inc. đã ban hành lệnh thu hồi đối với các sản phẩm format có liên quan đến một đợt bùng phát Listeria chết người. Việc thu hồi sữa trên toàn quốc có liên quan đến một đợt bùng phát Listeria chết người đã được mở rộng để bao gồm các sản phẩm được bán tại Costco, Walmart và các nhà bán lẻ lớn khác. Các sản phẩm bị thu hồi bao gồm gói đồ ăn nhẹ, các gói taco, các gói salad và các loại thực phẩm khác được bán tại các cửa hàng tạp hóa trên khắp Hoa Kỳ, với các thành phần sữa được sản xuất bởi Rio Lopez Foods Inc. Các quan chức y tế cho biết bằng chứng đã liên kết các sản phẩm sữa của công ty với một đợt bùng phát Listeria monocytogen chết người đang diễn ra, đang được điều tra từ năm 2014. Theo Hoa Kỳ thì ít nhất là 26 người đã ngã bệnh do tiêu thụ format, crema và sữa chua do Rizzo Lopez Food sản xuất, với 2 trường hợp tử vong và 23 lần nhập viện ở 11 tiểu bang. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh các tiểu bang có các trường hợp bao gồm Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Nevada, North Carolina, Oregon, Tennessee, Texas và Washington. Listeria monocytogen có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng và đôi khi gây tử vong ở trẻ em, người già hoặc những người có hệ miễn dịch yếu. Các triệu chứng thường bắt đầu trong vòng 2 tuần sau khi ăn thực phẩm bị nhiễm Listeria, nhưng có thể bắt đầu sớm nhất là vào cùng ngày hoặc muộn nhất là 100 tuần sau đó. Các triệu chứng nhẹ có thể bao gồm sốt, đau cơ, buồn nôn, mệt mỏi, nôn mửa và tiêu chảy, theo CDC và FDA. Việc thu hồi mở rộng được đưa ra sau khi một mẫu Rioboros ascorbica được xét nghiệm dương tính với Listeria monocytogen trong quá trình lấy mẫu được thực hiện bởi chi nhánh thực phẩm và dược phẩm của Bộ Y tế từ bang Hawaii vào tháng 1 năm 2024. Hoa Kỳ, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA cho biết, phát hiện này đã thúc đẩy Rio Lopez Foods tự nguyện thu hồi một lô Rizobrus Ascorbica Mexico Rating Cheese 8 oz vào ngày 11 tháng 1 năm 2024. Các bệnh mới được báo cáo vào tháng 12 năm 2023 đã thúc đẩy CDC và FDA mở lại cuộc điều tra Listeria, và để đáp lại, Rizzo Lopez Food đã tự nguyện thu hồi các sản phẩm phô mai, sữa chua và kem chua vào ngày 5 tháng 2 năm 2024 đã được mở rộng. Các sản phẩm sữa bị thu hồi và các sản phẩm được làm từ các sản phẩm sữa bị thu hồi được bán dưới
tên thương hiệu Brighter Farms, Campesino, Casa, Cadenas, Don, Don Francisco, Don Pesco, Dos Ranchitos, El Huacha, Food City, Fresh and Ready Food, Fresh Express, H.E.B., La Odena, Market Side, Maverick Foods, President's Choice, Ready Park Bistro, Rio Grande, Rio Bros, Rosos, San Carlos, Santa Maria, The Perfect Bite Co., Tio Francisco, Trader Joe và 365 Whole Foods Market. Các nhà bán lẻ nơi các sản phẩm này được bán bao gồm Costco, Walmart, Safemart, Lucky, State Bros, chợ thực phẩm tươi và sẵn sàng và chợ nông sản rau mầm. Các nhà bán lẻ nơi các sản phẩm này được bán dưới dạng bộ, dụng cụ và bữa ăn taco không có thương hiệu bao gồm Albertson, Car Safeway, Costco, Eagle, Lucky, Jack and Olive, Pavilion, Randall's, Safeway, Safemart, Soul Spring and Sprout, Sprout's, Star Market, State Bros, Thị Trường, Tom Thumb và Vons. Người tiêu dùng được cảnh báo không nên ăn, bán hoặc phục vụ các sản phẩm bị thu hồi, vứt chúng đi. Những người có triệu chứng nghi ngờ của bệnh Listeriosis nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ để báo cáo các triệu chứng của họ và được điều trị.